Ngày 3 tháng 1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trà Vinh phối hợp với Quỹ Ban nhân dân Quyền Châu Thành tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh đối với cổ Tông Miếu ở khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Cổ Tông Miếu là trung tâm tín ngưỡng của người qua và người dân huyện Châu Thành. Miếu được xây dựng vào năm 1869. Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo có diện tích hơn 210 m 2 gồm 3 tòa nhà, tiền điện, trung điện, chính điện. Đặc biệt, khu chính điện được chạm khắc với hình tượng cuốn thư một trong những mô tiếp trang trí của bộ Bác bửu mang lại sự may mắn và bình an. Hàng năm, lễ hội tại Cổ Tông Miếu thu hút đông đảo bà con người Kinh và Khmer đến tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa, phong tục người qua, gắn chặt tình đoàn kết hữu nghị dân tộc trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đề nghị ban quản trị Cổ Tông Miếu và người dân quyền Châu Thành tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tín ngưỡng của di tích, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và du lịch của huyện góp phần xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến đảm đà bản sắc dân tộc